Mời lớp mình vào lớp ạ. Hôm nay chúng ta bước vào bài tập giãn toàn thân. Hai tay mình đưa xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Từ đây, thả lỏng hai tay đặt trên gối. Hai ngón cái trỏ chạm lại. Rồi từ từ thả mềm hông và nhẹ nhàng khép đôi mắt lại. Từ từ đưa ý thức về hơi thở. Đưa hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Vươn dài các đốt sống lưng lên. Từ từ thở ra thật chậm. Thả mềm các đốt sống. Thả lỏng các cơ. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm. Lần ba, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Lần bốn, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm. Thở hết ra. Từ đây chúng ta hít thở, hướng khí và oxy về vùng phổi và đáy phổi, giữ nguyên vùng bụng, giữ nguyên cột sống lưng vươn dài và thả lỏng. Chú ý, khí không đưa xuống dưới rốn, thả lỏng vai, thả lỏng toàn thân, chỉ đưa khí xuống phổi, đáy phổi. Chú ý thả mềm vai, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, giữ nguyên bụng. Thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít sâu. Giãn nở khung xương. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thở hết ra. Một lần nữa, hít thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, đưa ý thức và hơi thở về vùng rốn. Nhẹ nhàng hít thật sâu, căng phình bụng lên. Và thở ra thật chậm. Xẹp sâu bụng lại. Lần hai, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Xẹp sâu bụng lại. Lần ba, hít sâu. Thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần bốn, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Từ đây, hít thở điều hòa. Từ từ đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào ra qua mũi. Cảm nhận khi bạn hít vào, có một luồng khí tươi mát được đưa vào cơ thể. Khi bạn thở ra, cảm nhận có một luồng khí nóng ấm được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, quan sát nhịp thở và thả lỏng nhiều hơn ở mỗi nhịp thở ra.
từ đây, nhẹ nhàng đưa ý thức quay trở lại. Cảm nhận không gian nơi bạn đang ngồi, tập trung đưa ý thức vào buổi học, từ từ chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên ạ. Thật nóng lên. Nóng thêm chút nữa. Thêm chút nữa. Tiếp tục. Tiếp tục. Rồi đưa hai tay áp vào vùng mắt. Dày nhẹ vùng mắt. Và xoay ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt. Tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực. Cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Rồi thẳng lưng, hai tay đưa giữa ngực. Hít vào vươn cánh tay phải, nâng lên. Thở ra ngả người qua bên phải. Nhấn mông trái và đùi trái xuống, quan sát sự kéo giãn mềm vai phải. Hít vào thu tay phải và thân người trở về. Thở ra mềm vai và cùi chỏ. Hít sâu vươn cánh tay trái nâng lên. Thở ra ngả người sang bên trái. Nhấn mông đùi phải xuống thảm, quan sát sự căng giãn eo lườn phải. Quan sát vùng vai trái được thả lỏng. Hít vào thu tay trái và thân người trở về. Thở ra mềm hai vai và cùi chỏ. Hít hai lướt tay phải nâng lên. Thở ra ngả người qua bên phải, mềm tay và vai phải. Nhấn mông đùi trái xuống thảm, đẩy hông ra phía sau, kéo rốn vào, mềm vai phải. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, duỗi thẳng cánh tay, 2, 1, hít sâu từ từ vươn thân người trở lại, thở ra hạ tay mềm vai. Hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên, thở ra ngả người qua bên trái, duỗi thẳng cánh tay, rồi nhấn mông đùi phải xuống thảm, đẩy thân người ra sau, kéo rốn thu về. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít thật sâu, nâng thân người trở lại. Thở ra hạ mềm hai vai, thả lỏng hai tay. Hít vào vươn hai cánh tay chắp cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra tách hai tay thả lỏng xuôi theo thân, chắp tay trước ngực. Hít hai, chắp tay vươn dài, kéo giãn các đốt sống. Quan sát, thở ra tách tay thả lỏng. Hít ba, chắp tay vươn dài, cánh tay nâng lên. Thở ra tách tay thả lỏng. Hít bốn, chắp tay vươn dài, có thể nâng lên. Và thở ra tách tay thả lỏng, hai tay sang ngang. Hạ tay phải trở về thảm, hít vào, vươn cánh tay phải sang ngang. Hạ mềm bàn tay phải, thở ra vươn dài cánh tay trái, áp tay. Quan sát sự căng giãn sâu của eo lườn trái, rút rốn, đẩy ngược trái, xoay cằm hướng vai trái. Thật chậm, hít vào nâng thân người, vươn tay phải nâng lên. Thở ra hạ tay trái xuống thảm. Rồi di chuyển tay trái qua bên trái, thở hết ra mềm trỏ trái, vươn cánh tay phải áp tay. Quan sát sự căng giãn eo lườn phải, mềm sâu hơn đẩy ngực phải, xoay cằm hướng vai phải. Thật chậm, hít vào nâng thân người lướt tay trái nâng lên, hai tay đan vào nhau, thở ra lật ngửa bàn tay hướng lên bầu trời. Từ đây, hít vào hạ mềm hai bả vai và cánh tay xuống. Thở ra kéo căng đẩy thẳng lên, tấn xương ngực ngồi xuống thảm. Hai lần nữa hít vào hạ mềm bả vai và cánh tay. Từ từ thở ra đẩy căng cánh tay lên rất tốt. Một lần nữa hít sâu hạ mềm bả vai, mềm tay.
Từ từ thở ra, đẩy căng cánh tay vươn lên, tấn xương ngực ngồi xuống, mềm hai đầu vai, quan sát sự căng giãn toàn bộ hông và lưng dưới, toàn bộ hai bên sườn. Từ đây mềm hai cùi trỏ, xoay tròn vai từ phải sang trái 5 vòng. 1 2 3 4 5 và xoay ngược lại 5 vòng. 5 4 3 2 1 rồi từ từ trở về, tách hai tay, thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Lòng bàn tay hướng xuống thảm, chúng ta xả khí ở vai. Bài tập này giúp chúng ta giãn cơ sâu từ vùng vai và xả ra những cái phần điểm tắc nghẽn ở vùng vai. Áp dụng hơi thở dương dương, hít mũi, thở mũi, hít sâu, nâng lên. Thở, hít, hít, hít sâu, hít sâu, hít, hít, hít sâu, hít, 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 rồi xoay tròn đầu vai. 1 2 3 4 5 6 7 thẳng lưng lên tí nữa Dung. 8 9 mềm hông xuống. 10 và xoay ngược lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 rồi từ từ thả lỏng. Và chúng ta cùng đổi chân. Hai tay sang ngang, hít vào vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra xoay người qua bên phải, tay trái gối phải, tay phải phía sau. Xoay cằm hướng vai phải, mở ngực phải ra. Hơi cuộn mông xuống thảm. Đưa ý thức về vùng cằm mềm cùi trỏ trái. Hít vào xoay cằm qua bên trái. Thật chậm thở ra xoay cằm qua bên phải. Hít hai xoay cằm sang trái. Thở ra sang phải. Hít ba sang trái. Và thở ra sang phải. Hít bốn sang trái. Và thở ra sang phải. Đưa ý về đầu vai phải, mở đầu vai phải ra phía sau sâu hơi. Quan sát cột sống được vặn xoắn sâu. Toàn bộ cột sống được vươn dài trong sự kéo giãn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào xoay thân người vươn cánh tay, nâng lên. Thở ra đổi bên. Tay phải gối trái, đẩy thẳng cột sống lưng. Mềm vai phải xuống, mềm cùi trỏ phải. Mở ngực trái sâu. Hít vào xoay cằm qua bên phải. Thở ra sang trái. Hít hai sang phải. Và thở ra sang trái. Hít ba sang phải. Và thở ra sang trái. Hít bốn sang phải. Và thở ra sang trái. Rồi đưa ý về đầu vai trái. Mở đầu vai trái và ngực trái sâu hơn. Quan sát sự căng giãn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào xoay thân người trở lại. Vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra đưa hai tay ra phía sau mông, hạ bàn tay xuống. Khép hai cùi trỏ ôm vào đường giữa, đẩy ngực,
hít vào nâng hông, duỗi toàn bộ mặt trước thân người đẩy ngực lên, thở ra hạ mông trở về thảm. Rồi chú ý không ngả đầu sâu quá nhá, quy ngả đầu sâu quá cái cổ nó bị gập. Lần hai hít sâu nâng lên, đúng rồi, và thở ra hạ mềm xuống. Lần ba hít vào nâng lên, đưa ý về bụng dưới kéo sương mù về phía trước, thở ra hạ mềm xuống. Một lần nữa hít sâu nâng lên, rồi đẩy hông lên kéo sương mù về phía sương ức, từ từ thở ra hạ mềm xuống. Hít vào đưa hai tay về phía trước, hạ bàn tay xuống thảm, thở ra di chuyển hai tay vươn dài thân người, hông đẩy ra phía sau, ngực duỗi dài về phía trước, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Quan sát sự giãn duỗi toàn bộ cột sống vùng lưng, dài tấm lưng. Quan sát vùng hông, hơi quặn mông và xương cột hướng xuống thảm, mềm hai vai và cánh tay. Thật chậm, hít vào bạn nâng trán mũi chống bàn tay, duỗi ngực về phía trước, thở ra khép cằm thu về cổ, đẩy hông ra phía sau khép cằm thu về cổ. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng hông, lưng, vai. Mềm hai cánh tay, hít vào, hạ mềm cùi trỏ, thở ra hạ mềm trán mũi hướng xuống thảm. Lần hai, chống 10 đầu ngón tay, nâng cùi trỏ, hít sâu nâng trán mũi. Thở ra đẩy hông ra phía sau, khép cằm thu về cổ, mềm hai vai. Quan sát cột sống và đáy thắt lưng được kéo giãn. Từ từ thở ra hạ mềm trán mũi xuống thảm, mềm hai vai và cánh tay. Lần ba, chống bàn tay, hít vào từ từ nâng trán mũi lên nọng. Thở ra đẩy hông ra phía sau, khép cằm thu về cổ, quận xương cụt hướng xuống thảm, quan sát sự căng giãn sâu. Nâng cùi trỏ lên. Rồi. Từ đây, hít vào thu hai tay, nâng thân người trở lại. Thở ra thả lỏng. Dung, Yến, Huyền với chị Hồng nhìn em làm lại. Có Huyền, Hương với cả Quy đang làm đúng. Mọi người đang tay chưa chống lên ý, thì nó không tác động vào được cột sống và nó không giãn được toàn bộ cái phần thân sau. Để ý nhá. Ngồi như này đúng không ạ? Chúng ta đang duỗi hoàn toàn như này đúng không ạ? Thì ý của chúng ta đưa vào đây, nó đẩy ra sau đúng không ạ? Như này đúng không ạ? Vai chúng ta đang hoàn toàn mềm. Rồi hít vào, chống tay này, cùi tròn nhấc này, nâng trán mũi này, thở này, lớp mình đưa ý về mông này. Nhìn rõ không ạ? Đẩy cuộn cái xương cụt xuống giãn này. Cái cằm nó đang như này, khép cái cằm lại, đẩy ra sau. Nó căng toàn bộ từ đây, kéo lên. Nhưng mà cái vai này chúng ta mềm ra, mềm ra. Và cái phần xương cụt này không vảnh này, nó được cuộn xuống, cằm khép, nó kéo căng. Nó thở ra chúng ta hạ mềm, thả lỏng. Chúng ta làm thêm 3 nhịp nữa, chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt. Rồi, chuẩn bị. Vươn dài về phía trước đi ạ, hai tay đưa dài về phía trước. Đúng rồi, mềm xuống, tách tay ra nữa đi Quy. Thả lỏng ra. Rồi, cô Yến xuống được đến đấy thôi đúng không? Đúng rồi, hạ bàn tay xuống đi Huyền. Hạ mềm vai xuống, đúng rồi. Dùng tốt lắm, tách bàn tay nữa đi Dùng. Từ đây, nhẹ nhàng hít thật sâu, chống 10 đầu ngón tay, nâng cùi trỏ lên, nâng trán mũi lên. Thở ra đẩy hông ra phía sau, khép cằm thu về cổ. Đúng rồi, tốt. Hạ cái lưng giữa xuống một tí chị Hồng. Đúng rồi. Quan sát đẩy hông ra phía sau, quan sát sự căng giãn. Rồi chậm chậm thở hết ra, hạ mềm bàn tay, hạ mềm vai và trán mũi xuống thảm. Đúng rồi, tha lỏng cánh tay. Bắt đầu Yến xuống được sâu hơn rồi đó. Lần hai, hít vào chống 10 đầu ngón tay, nâng cùi trỏ. Rồi thở ra đẩy xương cụt, đẩy hông ra sau, khép cằm thu quay về cổ. Đúng rồi Huyền, tốt lắm. Tốt, mềm xuống. Tốt, mềm vai xuống, chống ngón tay lên Yến, duỗi thẳng cánh tay. Rồi từ từ thở hết ra, hạ mềm bàn tay, hạ trán mũi trở về thảm, thả lỏng vai, hông,
Lưng tốt, rất tốt. Một lần nữa, chống 10 đầu ngón tay lên, hít thật sâu, duỗi thẳng cánh tay, nâng cùi chỏ. Thở ra nào, đẩy hông ra phía sau, quặn xương cột, khép cằm lại. Đúng rồi, rất tốt. Nâng cổ lên tí Hương, cổ bị sập quá. Đúng rồi, khép cằm nhưng nâng cổ. Quan sát sự căng giãn. Từ đây, thở hết ra, hạ mềm trán mũi, thả lỏng hai tay, thả mềm cơ thể. Đúng rồi, thả lỏng ra. Thật chậm. Hít vào từ từ, thu hai tay và nâng thân người trở lại. Thở ra, chúng ta đặt tay trên gối, xoay tròn vai một chút xíu, nhả cái cơ vai ra. Mọi người có thấy nó giãn cái cột sống và giãn cái lưng sâu hơn không ạ? Giãn rất sâu đúng không ạ? Rồi, xoay mềm ngược lại, trả cái phần vai. Rồi, từ đây, chúng ta đưa hai bàn chân áp sát vào nhau. Hai tay đan vào nhau, ôm bàn chân, kéo gót chân về gần khớp háng. Rồi, rũ nhẹ khớp háng trong tư thế hồ điệp và rung quận mông xuống thẳng. Quận mông xuống, đẩy ngực về phía trước, mông quận xuống. Rồi, mềm hai vai xuống thì cái vai nó được giãn. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ nhấc gót chân về phía trước. Ba ngón tay ngoắc lấy ngón chân cái. Duỗi cánh tay, thân người đổ ra phía sau. Chú ý là mình sẽ thấy nó giãn. Nó giãn từ phần hông, lưng và bắt đầu đến phần đùi. Hít thật sâu, đẩy ngực về phía trước. Thở ra đạp căng gót chân phải ra, duỗi ngực, duỗi thẳng cánh tay. Đúng rồi, hít vào thu trở lại. Thở ra duỗi trái, bị cong cong như này đúng không? Quỷ cong cong như này là bởi vì cái lưng mình cong. Duỗi cái ngực ra thì cái chân nó sẽ đạp được. Đúng rồi, nó sẽ tăng được. Hít vào trở lại. Thở ra duỗi phải, đẩy căng cái lồng ngực ra. Đúng rồi, đưa ý về gót chân. Hít vào thu phải. Thở ra duỗi trái, đẩy căng gót chân, duỗi ngực. Hít vào thu trái và thở ra duỗi phải. Hít vào phải về, thở ra đạp căng trái, đưa ý về. Đúng rồi, hít vào thu trái, thở ra duỗi phải, đạp căng. Đúng rồi, duỗi cái ngực ra dùng. Hít vào thu phải về, thở ra đạp căng trái. Rồi, thân người mà đẩy ra sau ấy thì nó được vươn dài. Đúng rồi, hít vào trái về, thở ra cả hai cùng lên, lên từ từ đều nhau, vững cái mông. Rồi, mềm cái vai xuống, chắc cái bàn tay. Hít thở đều, thả lỏng mặt, mềm vai xuống. 5, tốt lắm. 4, 3, 2, 1. Hít vào khép gối, cử động. Thở ra bàn chân áp sát, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Đưa hai cùi chỏ đặt về phía trước, ngửa bàn tay, khép cằm thu về cổ, mắt hướng nhìn về bàn chân. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng khung chậu và khớp háng. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, mềm hông, lưng, vai. 3, 2, 1, thật chậm. Hít vào duỗi ngực, từ từ nâng thân người trở lại. Thở ra, chúng ta thu hai chân, duỗi về phía trước, rũ nhẹ khớp gối. Rồi, từ đây, hít thật sâu, duỗi mũi chân. Thở ra đạp căng gót chân, hít hai. Và thở ra, hít ba. Và thở nào, tách gót chân ra dùng. Hít bốn. Và thở ra, hít nằm, và thở nào, hạ gót chân, gập các ngón chân, thả lỏng, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả. Xoay cổ chân từ phải sang trái 5 vòng, 1, 2, 3, 4, 5, và xoay ngược lại, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ đây chúng ta thu hai chân trở về trong tư thế cái bàn. Hai tay mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông. Xoay căng các ngón tay bám xuống thảm, duỗi mềm hai mũi chân ra. Nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy xuống hông. Từ đây
nhẹ nhàng hít sâu. Bạn cuộn xương cụt lên, chũng nhẹ thắt lưng, duỗi ngực mềm vai xà tay, rút rốn vào. Thở ra cuộn đỉnh mông xuống thảm, cuộn tròn các đốt sống đầy gù lưng, thả lỏng đỉnh đầu. Hít hai, chú ý quan sát sự chuyển động. Và thở ra thật chậm. Thật chậm. Hít ba. Và từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm nào. Hít bốn. Và thở ra thật chậm. Thật chậm. Rồi từ đây, hít vào đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra xoay hông từ phải sang trái 5 vòng. 1 2 3 Nâng đầu lên dùng. 4 5 Xoay ngược lại 5 vòng. 5 Tốt lắm. 4 3 Ai kêu đấy? 2 1 Rồi trở về giữa. Hít vào giữa gối chân phải, đạp căng gót chân ra. Thở ra bước chân phải qua bên trái. Chống ức bàn chân phải, xoay cằm, nhìn gót chân bên phải. Rồi đạp căng gót chân ra phía sau. Quận nhẹ xương cụt hướng xuống thảm. Quan sát sự căng giãn toàn bộ đùi sau chân phải. Quan sát căng giãn toàn bộ gân a xin ở vùng gót chân bên phải. Từ đây, nhẹ nhàng hít thật sâu, xoay cằm về giữa, mắt nhìn về giữa bàn tay. Thở ra chống ức bàn chân trái. Rồi từ từ nâng gối trái, đẩy thẳng hai gối, duỗi thẳng hông lên trong tư thế V ngược chéo chân. Hít vào nhẹ nhàng hạ gối trái trở về thảm. Thở ra xoay cằm sang vai trái, mắt nhìn gót chân phải. Đạp gót chân phải hướng xuống thảm, quan sát sự căng giãn. Hít vào xoay cằm về giữa hai bàn tay. Thở ra nâng gối trái lên, duỗi thẳng gối, đẩy mông hướng lên bầu trời. Nhấn vai quặn xương cụt lên dùng. Tai song song với hai cánh tay, yến chui đầu sâu quá rồi. Nhả ra một tí. Hít vào hạ gối trái trở về thảm. Xoay cằm sang trái, thở ra đạp căng gót chân phải. Quan sát sự căng giãn, cuộn mông rút rốn vào. Thật chậm, hít vào xoay cằm trở về giữa hai bàn tay. Thở ra nâng gối trái, đẩy mông hướng lên bầu trời. Quận xương cụt hướng lên trần nhà nào, giãn sâu. Một lần nữa hít thật sâu, hạ gối trái trở về thảm. Thở ra xoay cằm qua bên trái, đạp căng gót chân phải, quan sát căng giãn toàn thân. Rồi thật chậm, xoay cằm trở về giữa hai tay. Hít vào thật sâu, nâng gối trái lên. Thở ra đẩy mông hướng lên bầu trời. Quận xương cụt lên, từ đây thu chân phải trở về, hít vào lướt chân phải nâng lên. Thở ra co chân phải về giữa hai bàn tay, hạ đầu gối về giữa bàn tay, chìm hông vào khớp háng trái, duỗi mềm mũi chân trái, tiến hai tay về phía trước, chống 10 đầu ngón tay, duỗi thẳng cánh tay, mềm vai, hít thật sâu đẩy ngực về phía trước, nâng cằm. Thở ra khép cằm tu về cổ, đóng khung sườn, rồi từ từ hạ bàn tay, trượt dài cánh tay, duỗi dài thân người. Hạ mềm trán mũi xuống thảm, quan sát toàn bộ mông sâu bên phải, cơ căng mạc đùi chân phải đang được kéo sẵn. Đưa ý thức và hơi thở về vùng cột sống và vùng hông. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu.
từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Quan sát sự căng giãn vùng hông, lưng. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Từ đây, thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, hít vào từ từ nâng thân người trở lại. Thở ra chống ức bàn chân trái, nâng gối trái, bước chân phải trở về sau cùng chân trái, đẩy mông hướng lên bầu trời. Nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai kiễng nhẹ gót chân, đẩy lên hông, trùng gối, đưa rốn về gần đùi. Từ đây, nhẹ nhàng hít sâu, hạ hai gối trở về thảm, trong tư thế cái bàn. Thở ra, duỗi gối trái ra phía sau, bước chân trái qua bên phải. Thở hết ra, đạp căng gót chân trái, xoay cằm mắt nhìn gót chân trái. Cuộn xương cụt xuống thảm, quan sát sự căng giãn mặt sau thân người. Nhấn lực về bàn tay, hít vào nâng gối phải lên. Thở ra đẩy mông hướng lên bầu trời, trong tư thế về ngược bắt chéo duỗi chân nạo dụng, duỗi chân ra. Duỗi cái gối chân phải ra em. Duỗi được không? Duỗi thêm tí nữa được không? Đúng rồi. Hít vào nhẹ nhàng hạ gối phải trở về thảm. Thở ra xoay cằm sang bên phải, đạp căng gót chân trái, cuộn xương cụt hướng xuống thảm, đưa ý về gót chân và gân asin, quan sát sự căng giãn. Tiếp tục hít vào xoay cằm trở về nâng gối phải, thở ra đẩy mông hướng lên bầu trời, cuộn xương cụt lên, quan sát sự căng giãn. Hai lần nữa hít sâu hạ gối phải trở về thảm, thở ra xoay cằm sang vai phải, đạp căng gót chân trái, cuộn xương cụt xuống thảm, rút rốn lại, đóng khung sườn lại. Rồi, hít vào xoay cằm trở về giữa tay, thở ra nâng gối chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời. Duỗi gối chân phải ra nào. Một lần nữa hít sâu hạ gối phải trở về thảm. Thở ra xoay cằm hướng vai phải, đạp căng gót chân trái, đưa ý về gót chân trái. Quan sát sự giãn, đẩy cong lưng lên xíu, rút rốn vào. Rồi từ đây, chắc trên bàn chân bên trái, hít vào xoay cằm trở về giữa. Thở ra, nâng gối chân phải lên, lướt chân trái, nâng lên. Thở hết ra, co gối trái về giữa hai tay. Hạ mềm xuống thảm, trượt chân phải dài ra sau. Úp hông phải xuống, tiến hai tay về phía trước, rồi chỉnh hông. Úp hông phải xuống, hít vào đẩy căng cánh tay, duỗi lồng ngực, nâng ngực vươn cằm. Từ từ thở ra di chuyển hai tay về phía trước, duỗi dài cánh tay gập sâu thân người hướng xuống thảm. Khép cằm thu về cổ, hạ mềm chán mũi trở về thảm, úp hông phải xuống, rất tốt. Quan sát toàn bộ mông sâu bên trái, cơ căng mạc đùi chân trái, toàn bộ vùng hông, lưng, vai đang được kéo giãn. Nhẹ nhàng đưa ý thức và hơi thở về vùng hông và cột sống. Hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Từ đây, thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, hít vào bạn nâng thân người vươn lên. Thở ra chống ức bàn chân phải,
nâng gối phải, bước chân trái trở về sau cùng chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược, kiễng nhẹ gót chân, trùng gối đưa rốn về gần đùi. Quan sát sự căng giãn, từ đây hít vào đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay hạ mềm hông xuống. Thở ra nhấn lực về bàn tay, đẩy mông hướng lên bầu trời, trùng gối đưa rốn về gần đùi, quặn xương cột lên. Lần hai, hít vào thân người đẩy về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra đẩy mông hướng lên bầu trời, trùng gối đưa rốn về gần đùi, trùng gối đưa rốn về gần đùi, trùng gối đưa rốn về gần đùi. Đúng rồi, hai lần nữa hít sâu, đẩy thân người về phía trước, hạ mông xuống tí, quỵ, nâng cổ lên xíu. Thở ra đẩy mông hướng lên bầu trời. Một lần nữa hít sâu, thân người đẩy về phía trước. Và thở ra đẩy mông hướng lên bầu trời, rút rốn vào trong, quặn xương cụt lên. Ôi từ đây, nhẹ nhàng hít vào hạ hai gối trở về thảm. Thở ra tách rộng hai gối. Hạ mềm mũi chân xuống, hai ngón cái chạm nhẹ. Thở hết ra kéo mông về phía gót chân. Kéo giãn các đốt sống, hạ mềm hông xuống, hạ mềm chán mũi xuống thảm. Hai tay đan vào nhau, xoay cổ tay. Và xoay ngược lại. Rồi từ đây tách rộng hai tay. Thật chậm, hít vào đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Vai trên cổ tay, chống hai ức bàn chân, thở ra khép gối đẩy mông hướng lên bầu trời. Đưa ý thức về chân trái. Hít vào lướt chân trái, nâng lên. Thở ra bước dài chân trái qua cạnh ngoài tay trái. Rồi nhấn lực về tay phải, hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Thở ra từ từ vươn dài cánh tay trái, áp tay. Đẩy cái ngực trái lên, đẩy cái hông phải qua bên trái. Quan sát sự căng giãn vùng hông và lưng dưới, cùng eo lườn trái. Xoay vai trái, hít vào hạ bàn tay trái, trở về thảm. Thở ra duỗi gối trái, đẩy hông ra phía sau, hạ mềm gót chân phải, quận xương cụt mềm vai và cùi trò tay. Quan sát mặt sau thân người được kéo giãn. Rất tốt. Hít vào đẩy thân người về phía trước, hạ mềm bàn chân trái, lướt cánh tay trái, nâng lên. Mở ngực trái, thở ra vươn dài cánh tay trái, áp tay, đẩy hông sang bên trái. Quan sát sự căng giãn. Xoay vai trái, hít vào hạ bàn tay trái, trở về thẳm. Thở ra duỗi gối trái, hạ gót chân phải, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Quan sát sự căng giãn mặt sau, nhấc chân trước lên hương, nhấc bàn chân lên. Đúng rồi, quan sát sự căng giãn toàn bộ mặt sau thân người. Một lần nữa hít vào đẩy chân trái về phía trước, lướt cánh tay trái nâng lên, mở ngực trái nào. Thở ra vươn dài cánh tay trái, áp tay, đẩy hông qua bên trái. Quan sát sự căng giãn sâu. Xoay vai trái, hít vào hạ bàn tay trở về thảm. Thở ra hạ gót chân phải, nhấc chân trái duỗi gối, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Mềm vai và cùi trỏ xuống. Hít thở đều và giữ ở đây. 5. Thả lỏng cổ. 4. 3. 2. 1. Thật chậm, hít vào đẩy chân trái về phía trước, vuông góc. Thở ra hạ mềm khớp gối phải xuống, duỗi mềm mũi chân. Hạ hai cùi trỏ tay xuống thảm, hai tay đan vào nhau. Hít vào đẩy hông ra phía sau, thở ra thật chậm khép cằm thu về cổ, rút rốn quận xương cột hướng xuống thảm. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng khung chậu và khớp háng. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào duỗi ngực, nâng cằm. Quan sát đốt sống cổ thẳng hàng với đốt sống vùng lưng. Thở ra duỗi hông đẩy ra phía sau. Rồi nhẹ nhàng đưa ý thức về bàn chân phải, chống ức bàn chân phải lên nào.
Hít vào, nâng gối phải, đạp căng gót chân phải. Thở ra cuộn xương cụt lên. Rồi, đúng rồi. Duỗi ngực về phía trước, quan sát sự căng giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. Chú ý thả lỏng cổ. Đốt sống cổ thẳng hàng với đốt sống vùng lưng. 5. Nâng cổ lên tí Dung. Khép cằm lại Huyền, hạ mông một tí. Huyền, đúng rồi. 4. Đạp căng gót chân ra. 3. 2. 1. Hít vào, hạ gối phải, trở về thảm. Chống hai bàn tay. Thở ra, nâng gối phải. Bước chân trái trở về sau cùng chân phải. Đẩy mông hướng lên bầu trời. Từ đây, đưa ý thức về chân phải. Hít vào, kiễng gót chân, lướt chân phải, nâng lên. Thở ra, bước dài chân phải về cạnh ngoài tay phải. Đạp căng gót chân trái, nhấn lực về tay trái. Hít vào, lướt cánh tay phải, nâng lên, mở ngực phải nào. Thở ra, vươn dài tay phải, áp tay. Ôi, đẩy hông qua bên phải, đẩy hết hông trái qua bên phải. Quan sát sự căng giãn, xoay vai phải, hít vào. Hạ bàn tay phải trở về thảm, thở ra hạ gót chân trái, duỗi gối phải, rồi cuộn xương cụt hướng lên bầu trời. Hít hai, đẩy chân phải về phía trước vuông góc, thở ra đẩy hông, vuôn cánh tay phải lên, hít sâu, mở ngực phải, thở ra vuôn cánh tay phải, áp tay nào, áp chéo nào, đúng rồi, đẩy hông qua bên phải, đẩy hông trái sang bên phải, đúng rồi. Quan sát sự căng giãn, xoay vai phải, hít vào, hạ bàn tay phải trở về thảm, hạ gót chân trái, thở ra nâng bàn chân phải, duỗi gối, cuộn xương cụt mềm vai và cùi trỏ. Một lần nữa, hít vào, đẩy chân phải về phía trước, lướt cánh tay phải, nâng lên nào, nâng lên cao, thở ra vươn dài cánh tay phải, áp tại, áp chéo, đúng rồi. Ôi, đẩy ngực lên, đẩy hông từ trái qua bên phải. Đúng rồi, xoay vai phải, hít vào, hạ bàn tay trở về thảm. Thở ra hạ gót chân trái, duỗi gối phải, nâng bàn chân phải lên. Cuộn xương cụt hướng lên bầu trời, đẩy mông lên nữa đi Dung. Thả lỏng đỉnh đầu xuống, hít thở đều và giữ ở đây. 5 4 tốt lắm 3 2 một, nhẹ nhàng hít sâu, đẩy chân phải về phía trước, hạ mềm gối trái, thở ra duỗi mềm mũi chân, hạ hai cùi trỏ tay xuống thảm, hai tay đan vào nhau, thả lỏng cổ gáy, khép cằm thu về cổ, thả lỏng hông, lưng, quan sát vùng khung chậu và khớp háng phải đang được căng giãn, thật chậm, hít vào đẩy ngực, nâng cằm, quan sát đốt sống cổ thẳng hàng, đốt sống vùng lưng. Thở ra, chúng ta tách hai tay, nâng bàn tay lên. Rồi chống ức bàn chân trái, đạp căng gót chân trái lên. Bước chân phải trở về sau cùng chân trái, đẩy mông hướng lên bầu trời nào. Nhấn lực về bàn tay, cuộn xương cụt lên. Từ đây, hít vào kiễng cả hai gót chân. Đẩy mông hướng lên bầu trời, thở ra mềm cái vai và cánh tay xuống. Rồi cuộn nhẹ xương cụt lên. Nhẹ nhàng đưa hông qua trái, chậm thôi đưa ý. Qua phải, đúng rồi, qua trái, nó giãn cái phần đáy. Qua phải, rất tốt, rút rốn vào, qua trái. Qua phải, rất tốt, sau đó trở về giữa. Từ đây, hạ mềm gót chân, nhấc 10 đầu ngón chân lên, quan sát sự căng giãn sâu hơn. Đưa ý thức về chân trái, từ đây hít vào lướt chân trái, nâng lên. Thở ra bước chân trái về cạnh giữa hai bàn tay, chống 10 đầu ngón tay, đẩy hông duỗi ngực. Hai tay đặt lên hông, chắc trên chân trái, hít vào nâng thân người, vươn lên. Thở ra chìm hông xuống, chìm gối phải xuống, quan sát sự căng giãn toàn bộ cơ gập hông chân phải, cơ đùi trước chân phải, mắt nhìn thẳng. Hít thở đều và giữ ở đây. 5 4 giữ tĩnh, quan sát sự căng giãn. 2 1 tách hai tay, hít vào, vươn cánh tay, nâng lên duỗi gối chân phải. Thở ra gập bàn tay, hạ bàn tay xuống thảm, gập thân người. Duỗi gối chân trái, đẩy hông. Chú ý duỗi căng, không gập người sâu.
đẩy hông ra phía sau, ngực duỗi về phía trước, mềm vai. Ôi, từ đây, chắc trên chân trái, trùng gối trái, đẩy gối trái về phía trước, buông góc. Hít vào, bước chân phải trở về cùng chân trái. Thở ra, gập thân người xuống. Hai tay nắm lấy hai cùi trò. Nhẹ nhàng đưa người qua bên trái, qua bên phải, qua trái, qua phải. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng hông và mặt sau thân người. Từ đây, hít vào trở về giữa, tách hai tay, thở ra, bật nhảy hai chân ra phía sau hoặc bước từng chân ra phía sau. Đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Giữ tĩnh, quan sát sự căng giãn, quan sát sự bám chắc của bàn tay và chân. Đưa ý thức về chân bên phải, kiễng gót trái, hít vào lướt chân phải, nâng lên. Thở ra bước dài chân phải về giữa hai bàn tay. Chống 10 đầu ngón tay, duỗi ngực về phía trước, đẩy hông ra phía sau. Chắc trên chân phải, hai tay đặt lên hông. Hít vào từ từ nâng thân người, vươn lên. Thở ra trùng gối chân trái, cuộn mông xuống. Quan sát sự căng giãn cơ đùi trước và cơ gập hông chân trái. Hít thở đều và giữ tĩnh ở đây. 5 4 Thả lỏng cổ. 3 2 1 Tách hai tay thật chậm, hít vào vươn cánh tay nâng lên duỗi gối trái. Thở ra hạ bàn tay trở về thảm. Chống 10 đầu ngón tay, duỗi gối trái, duỗi gối phải không gập người, đẩy căng hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước, quan sát sự căng giãn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào trùng gối chân phải, thở ra bước chân trái trở về cùng chân phải, gập sâu thân người xuống tại khớp háng. Khép cằm lại, thả lỏng đỉnh đầu. Hai tay nắm lấy hai cùi trò. Từ từ di chuyển người qua bên trái, qua bên phải, qua trái, qua phải. Một lần nữa, qua trái, qua phải. Rồi từ đây tách hai tay, chống bàn tay xuống, tách hai bàn chân sang hai mép thảm, gót chân ở phía trong, mũi chân ở phía ngoài. Rồi từ từ trùng gối, cuộn xương cột, hạ trọng tâm, trở về trong tư thế Malasana. Rồi hai tay chắp lại phía trước ngực, quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng khung chậu, vùng lưng dưới, duỗi ngực về phía trước, đẩy hai cùi trỏ sang hai bên, mắt nhìn thẳng. Từ đây, hít thật sâu bằng mũi. Thở ra chìm sâu phần khung chậu xuống, mềm vai xuống, thả lỏng hông. Lần hai, hít sâu và thở ra thật chậm. Lần ba, hít sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Chìm hạ trọng tâm, quan sát sự căng giãn, thả lỏng. Từ đây, nhẹ nhàng chống bàn tay trở về thảm, hít vào nâng hông lên, thở ra khép hai bàn chân, duỗi gối, gập thân người hướng xuống thảm, thả lỏng cổ, gáy và đỉnh đầu. Hai tay sang ngang, hít vào bạn vươn hai cánh tay, nâng thân người vươn lên, vươn hai tay lên nọ, đúng rồi, chắp tay lại. Thở ra hai tay chắp trước ngực, thả lỏng thư giãn, định tâm trí và thả lỏng vai. Quan sát bàn chân, cảm nhận bàn chân của bạn như một chiếc rễ cây bám sâu vào lòng đất. Quan sát sự vững chắc, tin tưởng vào đôi bàn chân. Từ đây, mềm đôi vai, mềm hai cánh tay, tách hai tay buông xuôi theo thân. Thả lỏng hai bàn tay, tách rời các ngón tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, thư giãn và thả lỏng các ngón tay.
thư giãn và thả lỏng toàn thân trong tư thế đứng tĩnh. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng. Một lần nữa, hít sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng, thở hết ra. Rồi từ đây, khẽ mở đôi mắt và chúng ta hạ lưng xuống thẳng. Rồi vừa rồi đứng trong cái tư thế tĩnh đấy là chúng ta đang định thân trí vào lòng bàn chân. Rồi trả cơ một chút ha. Co hai gối lại, trở về trong tư thế cây cầu. Khép cằm thu về cổ, hai tay buông xuôi, úp lòng bàn tay xuống hàm, chếch một góc 45 độ. Nhấc hông và lưng dưới lên, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Nhấc vai và lưng trên, duỗi dài và hạ mềm xuống. Nâng đầu lên, rồi hạ mềm xuống. Từ đây, khép cằm thu về cổ. Hít thật sâu, cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên, khép cằm lại, đẩy lên nào, kéo xương mu về phía xương ức. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra thật chậm, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm các cơ, quan sát sự thả lỏng. Lần hai, thu hai gót chân hướng về gần mông hơn. Hít thật sâu, cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên, hết biên độ kiễng gót chân lên, đẩy hông lên nữa, khép cằm lại, kéo xương mu về phía xương ức. Kéo đáy chậu lên, hít thở đều bạn giữ ở đây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào từ từ hạ mềm từng đốt sống trở về thảm. Chậm rãi thở ra hạ mềm gót chân xuống thảm. Tiếp tục. Hít thật sâu, cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên, rồi hai tay đan vào nhau. Thở ra duỗi thẳng cánh tay, lách vai trái vào trong, lách vai phải vào trong. Sau đó kiễng gót chân lên, đẩy hông lên, kéo xương mu về phía xương ức, khép cằm lại. Quan sát gáy cổ được kéo giãn, thả lỏng gương mặt. Kéo bụng dưới lên, kéo đáy chậu lên, hít thở đều và giữ ở đây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng tách hai tay, thở ra hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, giữ nguyên vai, thả mềm các cơ, rồi hạ mềm bàn chân. Nhấc vai và lưng trên, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Tiếp tục tách hai bàn chân sang hai mép thảm. Lòng bàn tay úp xuống thảm. Hít thật sâu, cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên lên. Từ từ đẩy hông lên nào, đẩy cao lên. Rồi kéo cằm thu về cổ, đẩy hông lên. Quan sát toàn bộ khung chậu, màu chậu đang được rút lên. Từ đây, đưa hai tay đặt lên hông. Khép hai cùi trỏ ôm vào đường giữa. Đẩy hông lên. Duỗi cái gáy cổ ra, quan sát sự căng giãn. Hít thở đều và giữ ở đây, 5. Kéo phần bụng dưới lên, 4, 3, 2, 1. Từ từ tách hai tay,
úp xuống thảm nào, bàn tay trở về thảm, nhấc hai vai ra. Thật chậm, thở ra hạ mềm từng đốt sống, chú ý đi chậm để nhà cơ từ từ, cơ nó khỏe. Rồi hạ và thả lỏng xuống. Từ đây, co hai gối hướng về ngực, hai tay đan vào nhau ôm lấy gối. Rồi kéo hai gối hướng về ngực, rồi khép cằm lại, xương cụt quận hướng xuống thảm. Hít vào thật sâu, nâng thân người lên, khép cằm thu về cổ. Thở ra xương cụt quận hướng xuống thảm, mềm vai xuống. Quan sát gáy cổ, lưng vai hông được kéo giãn. Hít thật sâu, từ từ hạ vai, hạ đầu xuống thảm. Thở ra tách hai tay sang ngang, ngửa bàn tay xuống. Đặt bàn tay, ngửa bàn tay xuống thảm, đổ thân người qua bên trái. Hết biên độ sang hết bên trái, hạ hai gối và đùi xuống. Hạ mềm xuống, cằm xoay qua bên phải. Rồi đặt tay trái lên đầu gối chân phải. Quan sát hông lưng vai và cột sống đang được giãn ra. Thả mềm cổ gáy. Hít thở đều và thư giãn thả lỏng ở đây. Nằm mềm hông xuống. 4 3 2 1 Nhấc tay trái duỗi dài. Hít sâu thu hai chân về giữa, co gối sát về ngực. Thở ra đổ hai gối qua bên phải, hết biên độ, xoay cằm qua bên trái. Hạ mềm gối đùi, đặt tay phải lên đầu gối trái, mềm ngực và vai trái. Quan sát sự căng giãn toàn bộ các đốt sống vùng lưng, hông, vai, ngực. Hít thở đều và thả lỏng. 5 Thả mềm xuống. 4 3 2 1 Tách tay phải thật chậm. Hít vào, thu hai chân trở về giữa. Thở ra, duỗi cả hai gối, đạp căng bàn chân hướng lên trần nhà. Thở hết ra, từ từ hạ gót chân phải xuống thảm. Duỗi gối trái, đạp căng gót chân trái lên. Rồi thở hết ra, bước chân trái tạt qua bên phải. Rồi xoay cằm qua bên trái, hai tay vẫn vươn dài, dang rộng hai bên. Quan sát sự căng giãn sâu. Hít thở đều và giữ ở đây. Mềm hông, lưng, vai. 5 4 3 2 1 Nhẹ nhàng hít vào, thu chân trái trở về. Thở ra, hạ chân trái trở về thảm. Hạ gót chân trái trở về thảm. Hít sâu, nâng chân phải lên. Thở ra, tạt chân phải qua bên trái. Xoay cằm qua bên phải. Quan sát sự căng giãn sâu. Thả mềm vai, lưng, hông. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Nhẹ nhàng hít vào, thu chân phải trở về. Thở ra, hạ chân phải trở về thảm. Tách hai gót chân sang hai bên. Hai tay vẫn dang rộng, nhấc vai và lưng lên. Thả mềm xuống, khép cằm thu về cổ. Rồi có thể điều chỉnh tay xem cho vai và tay thoải mái nhất. Rồi nhấc hông và lưng dưới, duỗi dài và thả lỏng. Lưng giữa duỗi dài và thả lỏng. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động, giúp bạn căng giãn toàn thân. Cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Cảm nhận sự thả mềm từ trái tim. Sự thả lỏng từ hai lá phổi. Sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Trong đôi mắt khép, bạn cảm nhận thật sâu sự thả lỏng từ các ngón chân. Sự thả lỏng này được trải dài và lan tỏa vào lòng bàn chân, tràn lên cổ chân,
xuống mu bàn chân và bao phủ toàn bộ bắp chân. Sự thả lỏng này tiếp tục lan tỏa lên hai gối, tràn sâu vào hai bên đùi, thư giãn và thả lỏng hai bên đùi. Sự thả lỏng và thư giãn này lan tỏa vào vùng chậu, khớp háng, và di chuyển sự thả lỏng này lên vùng bụng, vùng ngực, lan tỏa vào các cơ quan nội tạng bên trong. Sự thư giãn và thả lỏng này tiếp tục được lan tỏa xuống hai vai, tràn xuống hai cánh tay, cẳng tay, cổ tay, bàn tay và từng đầu ngón tay. Sự thả lỏng này tiếp tục được lan tỏa từ vùng cổ gáy xuống lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Nó tiếp tục được lan tỏa từ vùng cổ gáy lên đỉnh đầu, xung quanh sau đầu, xuống hai mang tai, rồi di chuyển sự thả lỏng xuống vùng trán, khóe mắt, mí trên, mí dưới, sống mũi, hai gò má, nhân trung và cằm. Và cảm nhận cơ thể của bạn đang bao phủ một sự thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt. Chớp mắt. Mở mắt. Chớp mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay từ phải sang trái 3 vòng. Từ trái sang phải 3 vòng. Nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Trở về giữa, co hai gối lại, nghiêng người qua một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay đưa ra phía sau lưng, đan tay vào nhau, cuộn một vòng vai, hít vào đẩy căng cánh tay, thở ra cuộn mềm xương cột xuống, mềm vai xuống. Thả lỏng hai tay, mềm cùi chỏ, tiếp tục cuộn một vòng vai, hít hai đẩy thẳng cánh tay ra xa, thở ra mềm tay xuống, mềm vai xuống, mềm hông và xương cột xuống. Một lần nữa hít vào mềm cùi chỏ, cuộn một vòng vai, thở ra đẩy thẳng cánh tay, mềm tay, đẩy hông, mềm hông, lưng. Rồi từ đây, tách hai tay, thả lỏng hai tay chắp trước ngực, từ từ xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên nào. Tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên. Nóng thêm chút nữa, mềm chút nữa, thêm chút nữa. Đúng rồi, thêm chút xíu nữa. Rồi đưa hai tay áp vào vùng mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn lớp mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.